Hoan hỉ đón chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị chiêm nghiệm được nhiều điều bổ ích để gia đạo luôn bình an, tấn tài, tấn lộc. Quý vị thân mến, hàng năm theo quan niệm của người Việt, khi đúng vào ngày 23 tháng Chạp âm lịch là ngày táo quân cưỡi cá chép bay về trời để bẩm báo mọi việc lớn nhỏ xảy ra trong gia đình của gia chủ cho Ngọc Hoàng. Nhà nhà người người lại chuẩn bị đồ cúng để tiễn ông công ông táo, những vị thần cai quản nhà cửa, bếp núc về trời. Đây là một trong những lễ cúng lớn nhưng nhiều gia chủ vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa, dẫn đến những sai lầm trong thờ cúng, khiến thần linh của trách. Có 4 điều kiêng kỵ và 3 điều cần làm khi cúng ông công ông táo, nhất định gia chủ phải ghi nhớ nếu không muốn rước họa vào thân. Chi tiết sẽ được chúng tôi tiết lộ trong video ngày hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Nguồn gốc và sự tích của lễ cúng ông công ông táo được lưu truyền dưới nhiều dạng câu chuyện khác nhau. Theo người xưa truyền lại, táo quân là vua bếp gồm có táo bà và hai táo ông. Họ chính là những vị thần quyết định phúc đức của gia đình. Vào ngày 23 tháng Chạp hàng năm, ông công ông táo sẽ cưỡi cá chép lên trời để báo cáo với Ngọc Hoàng Thượng Đế tất cả những điều tai nghe mắt thấy ở trần gian, cả việc tốt lẫn việc xấu và những gì chưa làm được. Từ đó thiên đình sẽ đưa ra thử phạt rõ ràng cho từng gia đình. Ba điều cần nhớ khi cúng ông công ông táo. Lễ vật cúng ông công ông táo. Lễ vật cúng ông công ông táo truyền thống gồm có mũ ông công ông táo, ba cỗ hay ba chiếc, hai mũ đàn ông và một mũ đàn bà. Mũ dành cho các ông táo thường có cánh chuồn, mũ táo bà. Mũ táo bà thì không có cánh chuồn. Nhiều người chỉ cúng một cỗ mũ, ông công có hai cánh chuồn để tượng trưng. Tiền vàng. Cá chép tượng trưng cho phương tiện di chuyển của ông công, ông táo. Bạn có thể sử dụng cá chép giấy hoặc cá chép thật đều được. Thường ở miền Bắc, người ta còn cúng một con cá chép sống thả vào trong chậu nước, ngụ ý cá chép hóa rồng. Nhưng tại Nam Bộ, thường dùng cá chép giấy nhiều hơn. Mâm cỗ cúng ông công, ông táo. Tùy theo từng gia đình, ngoài các lễ vật chính kể trên, người ta hoặc làm lễ mặn với xôi, gà, chân giò luộc, các món nấu nấm măng hay lễ chay với trầu cau, hoa quả, giấy vàng, giấy bạc để tiến táo quân. Ngày nay, mâm cỗ cúng ông táo được đơn giản khá nhiều, không bắt buộc phải đầy đủ tất cả các món như mâm cỗ truyền thống. Chủ yếu phụ thuộc vào văn hóa vùng miền, hoàn cảnh, điều kiện kinh tế, khẩu vị của mỗi gia đình. Nếu gia đình nào không có điều kiện, chỉ cần làm mâm cúng đơn giản 3 món là được. Đặc biệt, mỗi miền còn có mâm cúng ông công ông táo riêng. Ngoài ra, mâm cỗ cúng ông táo cần được đặt ở trang trọng vị trí bàn thờ gia tiên hoặc bàn thờ ông táo riêng để bày tỏ lòng thành kính. Ba thời gian cúng ông công ông táo. Xuất phát từ tín ngưỡng đó, lễ đưa ông công ông táo về trời luôn được tiến hành trọng thể. Theo truyền thống dân gian, thời gian cúng táo quân có thể bắt đầu từ ngày 21 và kết thúc trước khi hết giờ ngọ, từ 11 đến 13 giờ ngày 23 tháng Chạp hàng năm, vì đây là thời điểm các thần tập trung để chuẩn bị về trời. Những điều cần kiêng kỵ. Không đặt mâm lễ cúng ở dưới bếp. Nhiều gia đình nghĩ rằng ông táo là vị thần bếp nên sẽ đặt mâm cỗ cúng và đồ lễ cúng ở bếp là đúng nhất. Tuy vậy, các chuyên gia nghiên cứu tâm linh cho rằng việc đưa ra ý kiến hướng dẫn cúng ông công ông táo như vậy là không đúng với phong tục, cũng như các quy định thờ cúng từ nhiều đời nay. Không cúng sau 12 giờ ngày 23 tháng Chạp. Có một điều cần phải nhớ trong ngày này, đó là không cúng sau 12 giờ trưa ngày 23 tháng Chạp, bởi sau 12 giờ trưa là thời điểm các ông công ông táo đã về trời. Lễ cúng ông công ông táo cần phải được tiến hành trước khi ông táo bay về trời, báo cáo với Ngọc Hoàng, tức là trước 12 giờ. Vì vậy, tùy theo điều kiện thời gian, công việc của từng nhà có thể cúng ông táo vào trưa tối ngày 22 tháng Chạp hoặc sáng ngày 23 tháng Chạp. 3. Không cầu xin tài lộc sung túc. Có rất nhiều người theo thói quen thường cầu xin được làm ăn phát đạt, tấn tài, tấn lộc. Tuy vậy, táo quân lên thiên đình là để trình báo việc lớn, việc nhỏ của hạ giới với Ngọc Hoàng, nên các gia đình chỉ nên khấn và cầu xin táo quân, báo cáo điều tốt với Ngọc Hoàng là được. 4. Không thả cá chép từ trên cao xuống. Cá chép là phương tiện để táo quân về trời, được xem như biểu tượng của thần linh. Chính vì vậy, các gia đình thả cá chép từ trên cao xuống hay bọc cá chép trong bao ni lông rồi thả xuống được xem như hành động mạo phạm, mất ý nghĩa tâm linh. Quý vị thân mến, đưa ông táo về trời là phong tục tâm linh vô cùng quan trọng của người Việt. Những ngày cuối năm, đó được xem là một ngày đánh dấu, chuẩn bị bước sang một năm mới. Vì vậy mà những lưu ý khi cúng ông công ông táo cần được các gia đình quan tâm rất kỹ để giúp khởi đầu một năm mới suôn sẻ hơn. Đặc biệt là trong lễ cúng này, việc cúng hoa nào tốt lành cũng là một vấn đề được nhiều gia chủ quan tâm. Vậy cúng ông công ông táo hoa gì để mang lại may mắn, tài lộc cho gia chủ? Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Nên mua cúng ông táo hoa gì?
Theo truyền thống của người Việt Nam thì trên bàn thờ cúng ông Công ông Táo không thể thiếu một bình hoa nhỏ. Việc cắm hoa nhằm thể hiện lòng thành kính, trang nghiêm, biết ơn đến những vị thần linh đã ngày đêm cai quản, phù trợ cho gia đình. Ngoài ra, điều này còn thể hiện mong muốn nhận được nhiều điều tốt đẹp, quả ngọt từ những bông hoa mang lại cho gia chủ. Hoa cúc vàng có lẽ là hoa cúng phổ biến nhất và thời gian để được rất lâu. Hoa cúc được coi là biểu tượng của sự sống trường tồn, mang đến may mắn, tài lộc vào nhà. Ngoài ra, nó còn thể hiện lòng hiếu thảo, tôn kính của con cháu đến các vị thần linh, tổ tiên đã khuất, luôn giúp đỡ phù hộ cho gia đình. Không chỉ bởi vì ý nghĩa màu vàng của hoa còn tượng trưng cho nhà Phật, vậy nên màu vàng cũng là loài hoa được ưa chuộng khi chọn làm hoa cúng trên bàn thờ Phật, bàn thờ tổ tiên. Bên cạnh đó, hoa còn có hương thơm dịu nhẹ, mang đến sự thoải mái và dễ chịu. 2. Hoa đồng tiền. Loài hoa được rất nhiều người Việt Nam ưa chuộng bởi nó mang đến tài lộc, thịnh vượng, may mắn cho gia chủ. Bên cạnh đó, hoa đồng tiền còn có ý nghĩa sức khỏe, tuổi thọ lâu dài và bình an cho các thành viên trong gia đình. Hoa đồng tiền đa dạng về màu sắc như hồng, vàng, cam, tím, trắng, đỏ. Tuy nhiên khi chọn hoa cúng, bạn chỉ nên dùng màu vàng hoặc đỏ. Cúng hoa màu nhợt nhạt sẽ không thể hiện được lòng thành kính, trân trọng với người đã khuất. 3. Hoa lay ơn, kiếm lan. Loại hoa này có ý nghĩa hạnh phúc, ấm áp, tình cảm gắn bó keo sơn. Ngoài ra, với hình dáng như cây kiếm nên nó còn có ý nghĩa xua đuổi tà khí, điều xấu xâm nhập và mang lại nhiều điều may mắn cho gia chủ. 4. Hoa mai. Loài hoa này mang ý nghĩa phú quý, may mắn, gia đình cúng hoa này sẽ nhận được nhiều an lành, suôn sẻ, hạnh phúc cả năm. Nếu lựa chọn cánh hoa càng nhiều cánh, bông hoa càng nhiều cánh, thì càng mang lại nhiều may mắn, tài lộc và sung mãn cho gia đình. Ngoài ra còn có nơi cho rằng loài hoa này thể hiện lòng hiếu thảo, vui tươi và xua đuổi tà ma xâm nhập vào gia đình. 5. Hoa hồng. Trong các loại hoa dùng để thờ cúng không thể thiếu hoa hồng. Hoa hồng mang ý nghĩa hạnh phúc, sự trường tồn vĩnh cửu, là loài hoa phù hợp để thờ cúng. Hoa hồng cũng khá đa dạng về màu sắc, nhưng bạn chỉ nên chọn hoa có màu đỏ, tránh việc mua hoa nhiều màu cắm cùng một lọ, hay hoa hồng phớt không thể hiện được sự thành kính. Một lọ hoa hồng vừa đẹp, sang trọng, vừa ý nghĩa khi đặt lên bàn thờ chắc chắn sẽ mang đến sự may mắn và sung túc cho gia đình. Ngoài ra, với những hộ gia đình kinh doanh, hoa hồng còn được dùng để thờ cúng thần tài. Cánh hoa hồng được thả vào bát nước sâu, mang ý nghĩa giữ tiền của cho gia chủ. 6. Hoa cúc ping pong. Ngoài các loại hoa dùng để thờ cúng, hoa cúc ping pong cũng là một sự lựa chọn tốt cho loài hoa đặt bàn thờ gia đình. Cúc ping pong có hình dạng của một khối hình tròn, các cánh hoa xếp được chồng lên nhau. Đây là loài hoa có màu vàng, biểu tượng của nhà Phật, mang ý nghĩa của sự đủ đầy sung túc. Cúng dâng loài hoa này thể hiện lòng thành tâm của gia chủ đối với gia tiên. Quý vị thân mến, trên đây là những thông tin giúp quý vị giải đáp câu hỏi cùng ông Công ông Táo nên và không nên làm gì. Hy vọng những thông tin này sẽ có ích cho quý vị trong những ngày cúng ông Công ông Táo sắp tới. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc hay ý kiến đóng góp, xin vui lòng bình luận bên dưới video, chúng tôi sẽ giải đáp trong các chương trình kỳ tới. Quý vị đừng quên like, share video và đăng ký kênh để tiếp tục đón xem những thông tin phong thủy tử vi hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.